Xin chào các bạn. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách lấy lại mật khẩu Facebook trong trường hợp các bạn chúng ta đã quên mật khẩu. Rồi, để lấy lại mật khẩu Facebook thì chúng ta sẽ làm theo các bước sau đây. Bước đầu tiên á, các bạn chúng ta sẽ vào facebook.com. Đó bây giờ tôi sẽ vào facebook.com này. Rồi sau khi vào Facebook rồi, tiếp theo ở đây, các bạn chúng ta sẽ chọn vào dòng là quên mật khẩu. Lúc này á, nó sẽ xuất hiện là tìm tài khoản của bạn. Vui lòng nhập email hoặc số di động để tìm tài khoản của bạn. Đó lưu ý nha. Trước đó, các bạn chúng ta sử dụng email để chúng ta tạo tài khoản á thì các bạn chúng ta sẽ nhập email ở đây. Còn nếu trước đó các bạn chúng ta sử dụng số điện thoại của bạn để tạo tài khoản thì các bạn chúng ta sẽ nhập số di động của bạn ở đây. Rồi, trước đó ở đây, tôi sử dụng email của tôi để tạo tài khoản Facebook. Bây giờ tôi sẽ nhập địa chỉ email của tôi vào này. Đó. Sau khi tôi nhập địa chỉ email của tôi vào rồi Bây giờ tôi sẽ bấm tìm kiếm Đó, số điện thoại các bạn cũng làm tương tự nha Bấm vào tìm kiếm này Thì lúc này á Facebook Nó sẽ cho tôi đặt lại mật khẩu của bạn này Bạn muốn nhận mã để đặt lại mật khẩu bằng cách nào Ở đây á Nó có bốn tùy chọn này Sử dụng tài khoản Google của tôi này Để đăng nhập vào Google Thứ hai là gửi mã qua email Thứ ba là gửi qua SMS tức là số điện thoại này. Và thứ tư là nhập mật khẩu để đăng nhập này. Ở đây tôi sẽ chọn là tùy chọn thứ hai, tức là gửi qua địa chỉ email của tôi. Rồi tôi sẽ tích vào. Sau đó tôi sẽ bấm vào tiếp tục. Đó, còn nếu như các bạn chọn là gửi qua SMS tức là gửi qua số điện thoại á thì các bạn chúng ta sẽ nhận một mã từ Facebook gửi qua số điện thoại của bạn nha. Bây đó, bây giờ tôi sẽ chọn email này, bấm vào tiếp tục. Thì lúc này á, nhập mã bảo mật, vui lòng kiểm tra mã trong email của bạn. Mã này gồm 6 số. Rồi bây giờ tôi sẽ mở Gmail của tôi lên để tôi kiểm tra. Đây, tôi sẽ vào Gmail của tôi này. Đó, bây giờ tôi sẽ đăng nhập tài khoản của tôi vào. rồi sau khi đăng nhập thành công bây giờ tôi sẽ vào gmail này đó như vậy là facebook nó vừa gửi cho tôi một mã xác minh bây giờ tôi sẽ nhập cái mã xác minh vào bằng cách là tôi sẽ quét chọn vào mã xác minh này, này bấm phải chuột chọn sao chép qua facebook bấm phải chuột chọn là dán này sau đó tôi sẽ bấm vào tiếp tục đó thì lúc này á facebook nó cho tôi tạo mật khẩu mới này chọn mật khẩu mới tạo mật khẩu mới có tối thiểu 6 ký tự. Mật khẩu mạnh là mật khẩu được kết hợp từ các ký tự này, số và dấu câu. Đó, bây giờ tôi sẽ tạo ra mật khẩu là tối thiểu là 6 ký tự. Thì trong mật khẩu của tôi á nó bao gồm là ký tự này, số và ký tự đặc biệt nha. Bây giờ tôi sẽ tạo Đó, thì ở đây nó thông báo là độ dài mật khẩu mạnh này đó nếu như các bạn muốn ẩn đi các bạn chọn ẩn này muốn hiển thị các bạn chọn vào hiển thị nha đó đây tôi sẽ ẩn đi sau khi tạo mật khẩu xong rồi bây giờ tôi sẽ bấm là tiếp tục đó thì khi tôi tạo mật khẩu thành công á nó sẽ đăng nhập vào tài khoản facebook của tôi luôn đó như vậy là tôi đã lấy lại được mật khẩu facebook cực kỳ đơn giản luôn rồi đối với số điện thoại á thì nó sẽ gửi cho các bạn một mã xác minh nha sau đó các bạn chúng ta sẽ nhập cái mã xác minh Giống như trên Gmail mà tôi vừa nhập Các bạn nhập vào nha Thì lúc này nó sẽ cho các bạn đặt lại mật khẩu Đó như vậy là trong video vừa rồi Tôi vừa hướng dẫn cho bạn Cái đây là mật khẩu Facebook Khi các bạn quên Nếu thấy video hay, hữu ích Thì bạn đăng ký kênh Và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem Cảm ơn các theo dõi